Hello, chào mọi Ghê. người. Nghe rõ không? Ghê. Dạ nghe rõ bố. Ồ, lên live có người dọn ghế cho lên live nữa. Hay quá. Quá dữ luôn. Thì hôm nay sẵn cái live của Thơ Quang nói một cái vấn đề. Những người già như bố nói một cách khác. Mày cứ thử nghĩ đi. Ngay bây giờ nha. Nếu không phải ở Việt Nam nè, tao ở bên chỗ của tao, mày sẽ thấy một cảnh đồ quái quái ư là buồn cười. Có một ông già ru rú, mặt mày rút rộng âu sầu, mặt mày te tua, đủ tóc ta thì dài, bởi vì lúc đó ta không cần thiết tha gì cả, cái đầu của ta vẫn còn nghĩ tới Việt Nam, mà ta đâu có nghĩ ra cái mẹ nó lại mày làm được không thiết tha bị trao chuốt. Ê, nhưng mà tao lên mạng mấy lúc gần đây mấy đứa nhỏ nó khen tao, bố ơi bố con thấy bố trẻ ra chuyện, tao không biết có thiệt Đúng không mà tao vui, tại tao tao cười đó hoài mà, ngày nào tao ra đường đó tao cũng cười, đi đâu tao cười. Bằng chứng ngày hôm qua tao đi xuống Thanh Đam để tao giữ cái vụ mà khai mạc cái luôn cái vụ mà ba cái món ăn ba miền ẩm á, thực ba mặc miền dù đó. trời mưa tầm tã mà tao cũng chơi luôn, tao cũng đi, tao không dấn tao mưa ra rồi tự nhiên có một thằng kia nó biết tao rồi, cái thằng đó là cái thằng Sài Gòn tourist ấy, tôi biết ông này nè, ông này cũng lên nước ngoài. Đồ tao tao thấy tao ghê quá, tao trốn mất tiêu luôn. Độ ý tao muốn nói này nè, ý ý muốn này là bố vui vui ở cái khung cảnh của Việt Nam mình, bà vui theo cái kiểu không gian, bà với vui theo cái người dân Việt Nam, bởi vì lễ hội mà. Nếu mà Việt Nam đói thì Việt Nam làm có cái chuyện gì mày biết, mua 200.000 một vé nha, chứ không phải đơn giản đâu, hai hai vé là 400.000, ba vé là 600.000, rồi trong cái vé đó nó có những cái phiếu nhỏ 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 là 10.000, 20.000, 50.000, mày được quyền mà mua 200.000, mày được quyền ăn hết toàn bộ số tiền của mày năm đó. Tao nói cho mày hiểu không, trong cái giá 200 ngàn nó có nhiều cái khúc 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 kìa, mày vô cái cửa hàng đó mày cứ gắt ra cái mà đưa, nó sẽ trừ tiền bớt, trừ tiền bớt, mày không phải bỏ tiền mặt ra mày mua một cái gì cả, từ bánh xèo, từ bánh đúc, từ nói chung là tất cả mày chi bằng cái tiền đó, Con hiểu rồi, con hiểu rồi. hiểu không, chứ là không có đưa tiền mặt, chỉ đưa tiền mặt một lần khi mà mua cái vé thôi đó. Coi như mua vé trọn gói, Đúng mua vé trọn gói trước là đi xài đúng muốn ăn rồi, gì đó mua là ăn bóc gì xe xe phí rồi. cái vé ra trả, Xe đúng rồi, đúng đúng không? rồi, đúng rồi. Nhưng mà tao vui nhất cái buồn cười, mặc dù tao không quay phim được nhưng mà tao rất là vui. Mới vô xong tự nhiên có thằng kia ra bầu cua cá cọp đi, tự nhiên tao nhớ hồi nhỏ mày đấy, đặt 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 cua đồ đặt lên đồ quan đai đồ cái chết mẹ thua hả, đồ đó là những cái trò chơi dân gian của đất Đức, cái đó kiếm đầu ra ở nước Mỹ là bị có chuyện đó, Nó đồ sổ, đồ không. thật ra nó lật lên ba con nai còn đỡ, chứ nó lật lên ba con que là thôi là bố bố chạy mất dép luôn. Đồ quỷ sứ, tự nhiên mày cảm thấy mình buồn cười mà tao quên quay cái clip mà để cho mày coi, biết sao vô cái kêu vô 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 vỡ tay về vỡ tay nha, đồ vỡ lên đồ chợ hai cua con gà đồ mà mình đặt con cá chết mẹ mất rồi đồ. Đó là những cái trò chơi dân gian mà hồi nhỏ những cái cự đều rõ ràng mà chỉ có ở Việt Nam có thôi, mẹ tôi nói đâu đó, thành ra rất là vui. Nó có những cái mà tao trẻ là chỗ là tại vì tao thỏa mãn được cái Yêu mà đời, đúng rồi, đúng rồi. tao thỏa mãn được những cái mà tao tìm Cũng như lại quay về tuổi ở Việt Nam thơ mình vậy. thì có đó, để nói Dạ, vậy đó buồn cười đó. Thì ok thì Trung nói đi con. ok, chào Trung. Dạ ok, em chào anh Thơ Quang, con chào bố Cầm, chào cô chú anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Khoan, Nãy giờ ê Trung, nghe nhưng mà bố hát hay không con? Bố hát hay không? hay Cho quá tao hay lời bình, luôn. cho tao lời bình đi, được điểm mấy được, Quá hay rồi còn gì nữa. Bố về Việt điểm Nam 10 thì thì không được. phải có cái Đúng kiểu rồi, đấy. đúng rồi. Ở Nhưng mà bên Mỹ mày bên thấy Mỹ không, thì bao giờ hát cho anh có nghe. làm gì có chị hát cho anh nghe, bà hát cho Trung ai, ơi, mày đâu có sức đâu Trung, hát được. ông để ông ngồi để ông nổ thôi, chứ gặp anh Lê Văn Bắc vô là ông bỏ chạy mất dép, mà dám hát với ông Lê Văn Bắc. Ông Lê Văn Bắc hay lắm, rồi đúng không? Hài luôn. Chẳng qua là anh Lê Văn Bắc không tham gia vô đây, ông vô bộ ông nổ, ông tướng gặp Lê Văn Bắc là ông tuột xuống đu càng mất tiêu rồi Mày coi. ngon, mày 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 Dễ quá. mày mày ngon mày kiểu vô bà con tao đôi đi đồ. Ok thì bố vô thôi, được rồi bố xuống được chút xíu ha, rồi thì Ok, con xuống ca tiếp hả bố? con Xuống ca bà tiếp hả? không thì con bạn gì con bạn cái chuyện của con đi, xong có cái gì bố ngứa thì bố lên đề khá vậy. Bố cũng còn Xuống một cái liền vấn đề đi. đó à, có lẽ là chút xíu bố lên, nhưng mà bố muốn nói một điều là như lúc gần đây á,
thì một mặt là phía phía bên trong cộng á là nó hô hào bài xích đủ rồi, nhưng mà cái nội tình đất nước mình hiện giờ nó vẫn có những chuyện xáo trộn. Mà bố bức xúc nhất là có một số thành phần ở ngoài Bắc ấy, trong trong Nam là họ hay nó gọi là mượn danh, nghĩa là yêu đồ lính, rồi họ mặc những cái bộ quân phục của ngày xưa lính Ngụy á, rồi chẳng hạn như, nhưng mà nếu mà không thì bố không nói, nhưng ở đây trên mũ, trên đón, trên cầu vai, trên có thủ quân lục chiến nè, có bị động quân nè, rồi đủ trò rồi đó, nhưng họ không biết rằng những cái điều đó họ gây ra một cái vết rét của cái vết thương của đất nước Việt Nam mình, bởi vì những binh chủng đó họ đã gây qua những cái hậu quả nghiêm trọng trong chiến tranh. Bố rất bực và bố không, mấy lần rồi bố tính nói mà nhiều khi lưỡng lự không nói. Đó là cái sự ưu tư bố. Ở đất nước chúng ta hiện giờ hòa bình là số một, không còn có chuyện gì phải nói ra. Bố vậy em rồi, không còn chuyện tàn tích. Nhưng mà những cái hiện tượng điều đó, những cái hiện tượng đó bố hoàn toàn không ủng hộ. Rồi bố xuống, có gì được hồi được, con cứ mổ xẻ đi, có gì đó bố chút xíu nữa bố lên. Hôm nay tiếc là anh Phượng nhà ta là đi qua bên San Francisco thăm con gái, không có lên được. Bởi vì những người dớ lớn tuổi và già giống người ta đã tham gia chiến trường, đã từng mặc bộ đó rồi, ta mới thấy gớm những cái bộ quân phục đó. Như ta không hiểu được tại sao ngay bây giờ vẫn còn những người khoác áo đó và tự cho mình riêng nghĩa ngớt. Nó có một clip mà ta rất là phản cảm, lũ lượt cũng phải mấy chục mạng, trai có gái có, cứ cho ta đây là hãnh diện, hãnh diện lắm. Chào diễn đàn nha anh Cầm ơi, anh Cầm cho xin cắt lời anh chút xíu. Thôi giờ mình đừng nói chuyện buồn nữa, anh hát cái bài La Muse Burian của Pháp đi anh Cầm, hát cho nó vui. Biết chết liền, biết chết liền. Để ông xuống đi anh, ông xuống luyện đi, ông xuống luyện lại đi, ông xuống luyện lại rồi ông xuống ông gọi cho anh bắt mày, mày cho anh bắt, mày cho mày cho tao thời gian. Cái bài đó tao chưa không có biết, trời khổ quá. Mày xuống là mua cũng được, chơi mấy bài đó hả? Thôi ơi, mày làm khó tao quá. Về vũ trụ. Cái bài đó tao biết. Bây giờ mày cũng được đó, bọn thôi chơi bài bây giờ mày cũng đi. Ủa chung sao đó rồi chung? Ờ, thôi khổ quá, mày làm khó tao hoài. Tôi thấy anh là bắt đầu là tôi ngứa liền à. Thấy rồi, ngứa thì gái, lỡ đâu thua gì. Vô ai. Rồi anh làm trước đi. Uống giùm chút nữa. Uống giùm chút nữa xong Trung xuống rồi. Để cho anh Trung phát biểu đi, Trung lên đi. Bị rớt sóng hay gì? Không biết. Trung rớt sóng hay gì anh? Thôi rồi thì đấy, lên ghẹo, ghẹo con cầm chút thôi chứ đâu có có ghẹo mẹ gì đâu. Thì tao thấy cái gì tao nói, tánh tao là vậy từ xưa rồi, biết tánh rồi. Và một lần nữa mà nếu mà chống, mà chống chế độ Việt Nam mình thì thôi tao lắp mình tao ngủ yên thân đồ khổ. Bây giờ, ê, đúng có rồi. Câu mà tao, cái câu mà tao nói cho mày nghe này, ngày nào tụi nó cũng ra rã và ngày nào tụi nó cũng ra rã là Việt Nam mình bất công hà khắc nhân dân đủ thứ, rồi gì bán đất cho Tàu là hầu như tạm dũng, hầu như cái Việt Nam mình không có cái gì tốt trong mắt của họ cả. Và anh yên tâm đi, khoan, em tôi nói cho mày nghe nè. Tao tính nói rõ ràng, tao nói cho mày nghe đi rồi. Nếu tao nói được tụi nó đó, tao nói rồi, nhưng mà tại tao không có thèm chơi, tao không có nói. Dễ lắm. Mày phải không? Mày ra ngay Nguyễn Huệ đó, ngay chỗ mà khu Nguyễn Huệ đó, của tao ở với bà Triệu nè, tao cũng ra ngoài luôn. Mày dám nói, đứng đó, mày nói mà tôi đã đảo cộng sản là tôi chắc không đi đâu. Rồi xong rồi tao sẽ bái mày làm sư phụ luôn. Có nghĩa là mày cái gì mày muốn nói là mày đứng ngay cái giữa ngay cái chỗ trung tâm đủ thành phố Hồ Chí Minh, ngay chỗ cái Nguyễn Huệ đường đi bộ đó, mày cái gì nói ra đi. Nhưng mà nhớ nói, mày đi theo nó nghe. Nó hỏi nó làm gì? Anh yên tâm với cái lực lượng đó, 12 sư đoàn của anh Đạo Minh Quân mình tôi chơi được rồi. Mình tôi là 12 sư đoàn đó mình tôi chơi. Nó mới hỏi tao vậy nè, nó mới hỏi tao vậy. Đêm nó làm gì cha? Tôi ra tao phát biểu thôi. Thì mình đêm nó mà lụm răng, đụng qua răng rớt xuống mà lụm cái gì đùa. Đúng rồi. Đó có nghĩa là tao chỉ nói mày một câu như mày, là có nghĩa là mày ngon, mày trưng cầu dân ý rồi gì bầu cử tự do gì đó, ok mày đứng đó mày la làng lên đi,
Rồi tao đây tao cũng la làng. Mày hai đứa đều la làng, mày la làng tao. Thì đứa nào lụm răng trước thì đứa đó thua. Mày đồng ý không? Đủ tao nói qua lại đủ không? Không có thằng nào nhận đời mày. Từ thằng trong nước cho đến thằng... Thì tao nói rồi, cái đó mới là công khai, giống như bầu cử gì đó. Bây giờ mày với tao, mày ra ngay cho Nguyễn Huệ, tao cũng ra Nguyễn Huệ. Mày cái việc nói vậy, tao cũng nói khác kiểu của tao. Thì bây giờ đứa nào lụm răng trước làm nó thua. Nó kêu thôi không chơi. Đúng quá, kỳ không? Đúng quá. Cây. Chào thầy Khánh nha. Giống như cái kiểu như là ra tự ứng cử á bố, tự tranh cử á hả? Đúng rồi, tao tự ứng cử. Tao là tổng thống từ đời thứ 55 gì của Việt Nam Hòa, đại khái vậy, để giáo sư tiến sĩ tự phong tá là mày cứ cho tao hết lên đầu rồi ba. Giáo sư tiến sĩ trường đại học đủ nhất thế giới gì, ha va ha vẹt ha viết rồi tao hết, tao nhận hết luôn, tao chơi luôn đủ á. Và tao ứng cử vô rồi đó, xong tao đứng bên toàn kia đủ rồi. À, đại khái vậy, ví dụ như đại diện đó là như là thằng gì ta, đại diện để cho nào bự bự chút đi, đủ tăng tăng bên chưa đủ chuyện đủ nít quá, đủ bỏ chúng đây. À, ví dụ mà chết mẹ hết rồi còn ai đại diện nữa, rồi đứng kia à, à, còn Nguyễn Tất Lạc thì đậu nó quên rồi. Rồi xong đủ, có nhiều khi nó dơ lên chuyện đánh ông xỉu mẹ nó mà không bệt rất đủ quá, răng thì không có mà lợi cũng không công đủ mà bệt đầu. Ok, mà thấy đồng ý không? Có cái là chia hai phe rõ ràng, cần chó gì rồi phải bầu cử cho nó mệt, cái gì đứng giữa thanh thiên mình, nếu cần ra thủ đô ô chơi chơi luôn, đúng không? Đó kêu chi cho nó mệt, phiền quá đúng. Ok bố đi chơi cười gì ta nói không đúng sao? Không có phải tôi khoái, anh nói tôi khoái tôi cười chứ tôi đâu có gì đâu à. Đúng không? Đâu cần gì phải ngồi kêu gào hằng đêm cho nó mệt quá. Rồi bây giờ kêu thằng nào đó, ê có thằng thứ ta tăng đi. Ờ, giống như chú Cầm đã từng giật một cái tá tốt, nó rất là hợp lý và đúng đắn. Cha anh chúng ta đã biết bao nhiêu con người đã hy sinh đổ xương máu để giữ gìn cho đất nước Việt Nam có được nền chính trị ổn định, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà có. Nha. Không phải tự nhiên mà có. Đang đem tiền tôi bay quậy quá. Gì vậy? Ông mặc quần dài vô không dạ? Đứa xà lõn lên nguyên cam đâu luôn. Có sao, đâu có sao đâu. Tao đang ngồi trong nhà tao mà mệt quá. Nhưng mà con nói cho bố nghe nha, trong đây là đang có anh Lê Văn Bắc nha. Bố đừng làm sao để Lê Văn Bắc lên bóc phốt bố thì là con không có cản được đâu đó. Không quan trọng chuyện đó, nhổ râu nó có cầm được. Tao không có râu nó bứt không có được, còn tao bứt râu nó được. Đi lo gì đó về chuyện bệnh quá. Bố mới vừa lên phòng tắm rửa sạch sẽ, thấy tỉnh người lại thì sẵn có chuyện vui hôm nay thì bố lên bố chút vui cho con thôi. Thì cũng theo cái mệt quá, bây giờ không có cãi, ý bố nói là không có cãi lý cãi cọ gì tôi nói cả, đừng có phân trần gì cả, tại vì nếu mà phân trần thì 47 năm nay rồi, không cần cái mới đây. Và mình chỉ có một câu kết cục rồi là tao không còn biết mày là ai và tao cũng không biết mày từ đâu đến, mày chỉ cái gì thách đố tao là tao chơi luôn thôi. Có nghĩa là thì tao nói mày rồi, thành phố Hồ Chí Minh rất là rộng lớn, mà thủ đô Hồ Chí Minh là ngay chỗ cái gì ta, ngay chỗ tượng đài chỗ ở công viên phố đi bộ, phải không? Phố đi bộ là cái trung tâm chứ còn gì nữa, đúng không? Thì cứ chơi thôi, mày bên tao bên đủ, bây giờ thấy thôi đơn giản thôi. Thằng nào lụm răng trước là thua, thằng nào lụm răng sau là thắng thôi, cái gì đâu mệt quá. Thế thôi, bình thường. Cái có nghĩa là như vậy nè, có nghĩa là trung thành số, có nghĩa là từ xưa giờ nó lòng dân đã tới rồi, lòng dân đã tới, nói chung là tự nói không ai nghe trên gọi. Lòng dân đã tới rồi, đã cấp gì thì đã thấy đảng cũng hay ra là bán nước rồi, nói chung là cái thứ gì xấu xa rồi xong rồi. Thì ok, bình thường thôi. Cái chuyện bình thường tao giờ trân cầu dân ý mà bầu cử tự do sao ok chấp nhận ok nè, dễ thôi
tao và mày, mày đại diện bên kia, tao đại diện bên này, mà tao cũng không thèm đại diện nữa, tao chỉ đứng núp lùm thôi, còn người dân đại diện, mày chỉ đứng ra, tao dám cá với mày một cái điều là mày đứng ngay chỗ công viên đó, mày cái hô hào là bỏ phiếu tự do các cái đã đảo cộng sản gì đó, hoặc là gì chống gì đó, để mình tao nhắc lại lần nữa nha, mày nhớ đi mà nó, để lượm răng, mà nhiều khi không có răng đâu lượm nữa, đó, vậy thôi, dễ ẹt ra chứ không có mày đâu, chứ không, bây giờ yêu cầu dân dân cử, ok, chơi luôn, tao không ngáy nha. Mệt lắm, không cần phải bàn cãi, tôi nói mệt, bởi tụi này ấu trĩ, mệt. Nếu người ta không không được lòng dân thì không bao giờ đứng đứng vững 90, nếu mà tính ngày theo tôi đọc á, theo đọc tao thì không biết gì, mà tao đọc theo sử sách 92, 97 hay 92, 95 thì tao không biết nữa. Đảng Cộng sản ra đời từ ngày đó tới bây giờ là 90 mấy năm, gần trăm năm rồi, còn mấy năm nữa gần trăm năm. Nếu mà không vững thì, nếu mà không tốt thì tao không đứng vững gì đâu, đơn giản. Bởi vì thường thường ta có câu này nè, nơi nào có bất công thì nơi đó sẽ có cái sự phản ứng, phải không? Đúng không gì chưa? Mà khi người ta phản ứng, tất cả mọi quốc gia trên thế giới đều có cái điều đó. Có nghĩa là khi người ta không bằng lòng với chế độ đó là ta lật đổ. Tao cũng đâu có nói, tao đâu có cãi, tao đâu có nói mày sai đâu, đúng không? Tao cũng không có nói mày sai, mày nói đúng, ok, lật đổ đi, mệt quá. Và tao chỉ yêu cầu mày cái thiết thực cái là mày đứng giữa thanh thiên, mày tực, mày hô hào lên, mày lật đổ đi, thế thôi, đơn giản, không có mẹ chứ, đúng không? Kiểu cả như Tân Thái mày đi Trương, rồi thằng gì Sinh Ly, hoặc là nói chung một tất tật những người nào không thích cái đội Việt Nam mình cứ nhóm họp vô, tao bỏ tiền ra, tao làm ở khán đài cho tụi bay đứng rõ ràng bảo vệ an ninh thì tụi bay luôn, còn cái chuyện mà tụi bay chết á, kệ mẹ tụi bay ra, tao không chịu trách nhiệm nha. Ok, được chưa? Ngay chỗ chủ mà nói là bố. Ừ. Tới giờ hút bố... đi chơi luôn chứ. Hả? Bố như vậy là bố đánh đố bọn nó rồi. Đúng rồi. Chơi luôn. Cứ mày một bên, tao một bên, rồi tao cũng không thèm đứng nữa, tao đứng tao sợ luôn, tao bây giờ mày đứng bên mày hô hào. Tôi đã đảo hoặc tôi có gì tôi không bằng lòng cái rồi xong rồi. Mà nhớ kỹ cái điều này là mỗi thằng đi với nó. Rồi xong có rụm răng đem về. Nào dám giơ tay, đúng không? Đó là thanh thiên bạch nhật bầu cử tự do theo ý tụi mày muốn, đúng không? Mẫu quá dân... hả? Mẫu quá chứ gì nữa, đúng rồi, hung hăng quá. Hung hăng mà tao đúng sự việc thôi chứ tao không ăn gì. Thằng nào dám đưa tay, đưa giơ tay lên, ok, thằng nào sừng sỏ để... ở đừng để anh bắt anh nổ nóng anh lên nha nha. Đó, bắt cậu lên, anh bắt anh nổ nóng anh lên là ông đu càng đó, vô kịp tao rồi đó, tao thấy nó vô rồi, mày lên đi, tao bứt râu mày cho mày coi, đủ quá thì mày cho lên đi, được quá, tao có ngán đâu, tao đúng rồi, đúng không? Tao cũng chơi hết á, đủ tao mới chơi. Bữa nay tao hát karaoke được, tao khoái lắm rồi, đủ tao khoái rồi. Chịu rồi. Bây giờ nè đó, nhân dịp bố vừa mới đề cập tới karaoke nè, bây giờ bố ngon, bố có anh Bắc đây nè, bố hát bài đi. Bố hát bài đi. Để coi anh Bắc có kinh nghiệm bao nhiêu. Nếu mà ok thì ok. Rồi hát bài đi. Tao có hát hay bằng anh Bắc không nha. Hát giả hơn anh Bắc là mốt được cái chơi nha. Xin phép bố Cầm, xin phép anh Thơ Quang và cô chú anh chị em xuống live trước xíu. Tại sao lại đi làm sớm okay, á? Mẹ nó xạo không? Mẹ vợ bắt rửa chén, mày đặt tôi xạo.